Hello anh em, lâu ngày làm cái nghề này hơi bị nhớ. Hiện tại tôi đang đi chỉnh chạo cho một gia đình trong làng. Lâu lắm rồi tôi mới chỉnh chạo. Ở khu vực của tôi ấy, hiện tại còn một số gia đình còn chưa lắp mạng, tại vì người già mà. Lắp mạng nó phí, kiểu chỉ xem thời sự không á. Nay tôi sẽ quay lại một cái video, coi như để làm kỷ niệm. Là một thời sử dụng đầu chảo. Đây là cái cách mà ngày xưa tôi đi lắp đặt chảo vẫn hay dùng. Ở đây tôi có một cái đầu chảo đời cổ, tức là cái chảo đầu tiên mà tôi sử dụng đó để đi chỉnh chảo. Bởi vì cái ưu điểm của cái loại chảo này á, thì nó thấy cái phần trăm chảo nó di chuyển lên xuống rất là dễ quan sát. Cái chảo này có mấy kênh thôi, bây giờ hiện tại nó chỉ bắt được có 3 kênh. Chảo này lâu lắm rồi mà siêu bền luôn. Tivi thì tivi mạng nhưng vẫn sử dụng chảo. Wi-Fi thì có kéo qua cửa rồi nhưng mà khách họ chưa lắp. Hiện tại chỗ tôi còn cũng khá khá gia đình sử dụng chảo đấy. Ví dụ 100 nhà thì chắc có khoảng tầm hơn 10 nhà lắp wifi thôi, còn lại là vẫn dùng chảo. Lắp chảo thì kinh nghiệm là ngày xưa thì cứ hướng mặt trời mà quay thôi, còn cái củ chảo thì cũng phải vặn thử hai bên. Đây, hiện tại hướng trước mặt mọi người không nhìn thấy mà khuất cái cây hơi bị nhiều. Bây giờ tôi sẽ đặt cái máy quay lên và tôi thử. Lắp cái máy quay lên chân. Ok. Quay hàng đi là của. Thằng ấy. Quay cái bên đi luôn. Mấy tờ đi ở mày đi đó. Tàng đi đó. Và tự cơ tàng nhớ tàng đi. Để vận dụng trong lãnh đạo chỉ đạo toàn diện có hiệu quả. Tình hình ngon lành rồi. Các mặt công tác của bạn tại đơn vị địa phương, đặc biệt là triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng. Quê vậy, nhà ở khu vực tôi đây còn nhiều gia đình còn rất là hoàn cảnh. Đây là nhà sàn theo kiểu phong cách ở khu vực của tôi, người Mường Hòa Bình. Đấy, nói chung là người Mường Hòa Bình nhưng mỗi khu vực một khác nhau về cái cách thiết kế về các kiểu gỗ trong nhà. Đây là nhà một gian. Đấy, đi chỉnh sửa các kiểu tại nhà như chỗ của tôi ạ, người dân người ta rất là quý, nó rất nói tế nhị một chút xíu là người ta hay thịt gà rồi các kiểu, rất là quý khách. Nó lại về cái vấn đề công cán thì nó rất là khó. Đấy, quay cho mọi người xem qua cái cảnh nhà sàn ở khu vực của tôi nhân tiện. TV thì bây giờ hầu như là toàn TV mỏng, TV lồi đã hỏng là vứt, không có thợ sửa nữa. Người ta đã sửa đến cái TV mỏng rồi mà sửa TV lồi nó công cán không cao. Nên là toàn bộ bây giờ TV mỏng, tàu hoặc là hàng xịn thì nói chung là cũng tạp nham thập cẩm. Nói về cái vấn đề lúc nãy tôi vừa nói đó, đi sửa tại nhà như này, người dân người ta hay thịt gà rồi các kiểu này, quý khách ấy. Thành ra là cái việc lấy tiền công nó rất là khó, nhiều khi không lấy được, làm vài chén rượu rồi về. Rồi, mọi người thấy đây. Đấy, gia đình hàng xóm của tôi ở quê quý khách vậy, khách đến nhà kiểu gì cũng phải có rượu. Rượu hoặc là uống chè thì mới có
chuyện để mà nói, ngồi ngồi lại với nhau không có rượu thì mối chè không thì cũng chả có gì. Trời ơi, chén rượu to kinh khủng. Cái chén này chén to ấy. Thì mọi người uống bia được, uống rượu cái này chết đấy. Như này kiểu mấy giây rồi trời nhau rồi á. Ok, mời anh em nhá. Thợ ở quê chỉ có vậy thôi, thợ điện tử ở quê thỉnh thoảng là cứ gặp khách như vậy thôi. Chào anh em nhá.